Sống An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày đồng nghĩa với việc bạn đã dành ra 1/3 cuộc đời để ngủ. Nghe thì có vẻ lãng phí, nhưng thực tế thì giấc ngủ lại chính là nhu cầu thiết yếu nhất đối với mỗi người, bởi nó giúp chúng ta khôi phục sức lực đã mất, giữ cho tinh thần được cân bằng, bảo vệ đại não, quên đi sự đau đớn của bệnh tật, cùng hàng loạt những lợi ích sức khỏe khác. Vậy làm sao để chúng ta ngủ ngon hơn mỗi ngày? Câu trả lời vô cùng đơn giản quý vị ạ. Chỉ cần trước khi ngủ, quý vị thực hiện một trong 4 động tác vô cùng đơn giản sau đây, ngay lập tức sẽ có ngay một giấc ngủ sâu trọn vẹn, sáng dậy cơ thể tràn đầy sức sống. Vậy 4 động tác này gồm những gì, cách thực hiện chúng như thế nào, có dễ dàng hay không? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, những áp lực trong cuộc sống hàng ngày như công việc di chuyển nhiều, ngồi máy tính lâu, căng thẳng khiến cho cơ lưng trở nên căng cứng, gây tình trạng khó ngủ. Để giải quyết tình trạng này, Sống An Lạc đã tổng hợp một số bài tập đơn giản giúp cơ lưng thư giãn, giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn, có thể thực hiện ngay trên giường. Động tác thứ nhất, tư thế xả hơi. Tư thế này giúp thư giãn toàn bộ phần xương sống, đặc biệt là vùng lưng và dưới đùi. Bên cạnh đó, tư thế này còn giúp hỗ trợ chức năng đường ruột. Tốt nhất, bạn nên tập nó vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng khi thức dậy. Cách thực hiện: nằm thẳng lưng, gập hai đầu gối lại, ép sát vào bụng. Hai tay đan vào nhau, ôm lấy phần đầu gối. Hít thở sâu, tập trung vào phần cơ hoành. Khi hít vào, thả lỏng chân khỏi cơ thể. Khi thở ra, ép chân vào bụng. Giữ tư thế trong vòng 4 đến 8 nhịp thở sâu kéo dài khoảng 1 phút. Động tác thứ hai, gác hai chân lên tường. Tư thế này cho phép phổi tiếp nhận đủ lượng oxy trước khi ngủ. Cách thực hiện: nằm gác hai chân lên tường, giữ cho vuông góc với cơ thể. Phần lưng ép sát xuống giường, ấn phần mông vào tường, duỗi thẳng hai tay song song với cơ thể, mở ngực. Hít thở sâu, thư giãn, giữ nguyên tư thế này trong vòng 1-2 phút, sau đó hạ chân xuống. Thứ ba, bài tập rung lắc cơ lưng. Bài tập giúp phần cơ lưng và xương sống lưng thư giãn hiệu quả. Bước 1, nằm ép lưng xuống giường, đặt một chiếc khăn cuộn tròn xuống dưới cổ và phần eo. Lắc đôi chân sang hai bên, đồng thời lắc đầu của bạn sang hai bên, giữ nguyên phần cổ là lưng. Bạn có thể lắc chân và đầu sang cùng phía, tùy theo chiều thuận của cơ thể. Cố gắng thư giãn hoàn toàn và cảm nhận cơ thể rung lắc dọc theo toàn bộ xương sống. Thực hiện bài tập trong vòng 1 phút. Bước 2, nằm ở tư thế sấp, ép dạ dày xuống giường, duỗi thẳng hai tay song song với hai bên cơ thể, các ngón chân tiếp xúc với giường. Đặt một chiếc gối hoặc khăn dưới trán, lắc đôi chân của bạn từ bên này sang bên kia, cảm nhận làn sóng rung lắc truyền đến toàn bộ cơ thể. Thực hiện trong vòng 1 phút. Động tác thứ tư, tư thế xác chết. Nếu bạn tập tư thế này đúng cách, dù khó ngủ đến mấy cũng có thể cải thiện được. Đây là tư thế đưa cơ thể vào trạng thái ngủ, nhưng bạn vẫn phải tập trung vào hơi thở, đồng thời rũ bỏ mọi lo lắng trong ngày. Cách thực hiện: nằm xuống sao cho toàn bộ phần lưng tiếp xúc với giường. Chân duỗi nhẹ, lòng bàn tay hướng lên trên. Đặt một chiếc khăn gập lại cố định dưới cổ. Thực hiện thư giãn cơ thể bắt đầu từ dưới lên, bắt đầu từ ngón chân, dọc theo cơ thể và kết thúc ở đầu. Mỗi chu kỳ là 20 nhịp thở sâu, sau đó trở về nhịp thở bình thường, giữ cho đầu óc không suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì, bạn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thưa quý vị, giấc ngủ được ví như thần dược cho sức khỏe. Chính vì thế, nếu như thiếu ngủ, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe. Đầu tiên, tăng nguy cơ gây ung thư. Những người thường xuyên mất ngủ, giấc ngủ ngắn có thể tăng khả năng bị mắc các căn bệnh ung thư như là ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt. Đối với những người công nhân làm việc ca đêm, đều có khả năng mắc phải bệnh ung thư lớn hơn. Tiếp theo, tăng nguy cơ bị tiểu đường. Thiếu ngủ lâu ngày có thể gây ra nguy cơ bị tiểu đường rất cao. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ ảnh hưởng đến khả năng trao đổi chất cũng như nội tiết của cơ thể. Tiểu đường giống như một căn bệnh do rối loạn chuyển hóa chất. Thứ ba, suy giảm trí nhớ. Thiếu ngủ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động trí óc, đặc biệt là học tập và ghi nhớ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta học tập và làm việc tốt hơn. Nói cách khác, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để trí nhớ được đảm bảo. Thứ tư, luôn thấy căng thẳng.
Stress ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần bạn thiếu ngủ một đêm cũng có thể dẫn đến những khó khăn trong nhận thức, khiến tâm trạng của chúng ta luôn căng thẳng, luôn cảm thấy stress cao độ, không có sự tập trung và tỉnh táo, tinh thần tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thứ năm, gây tăng cân. Những người thức muộn thường sẽ có thói quen ăn đêm do thường đói về đêm, do hormone ghrelin kích thích việc đói cũng như gây nên ức chế sự thèm ăn. Thiếu ngủ có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sự kiểm soát việc ăn uống của bạn, khiến bạn có nguy cơ bị tăng cân và dễ mắc bệnh béo phì hơn người được ngủ đủ giấc. Thứ sáu, gây hại cho da. Việc thiếu ngủ dài ngày có thể khiến da bạn trở nên sạm đen, mắt sưng, nhiều quầng thâm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim, vết nám, da không có kết cấu vững chắc, dẫn đến việc họ thường xuyên không hài lòng về vẻ bề ngoài của mình. Thưa quý vị, mất ngủ sẽ gây ra cho cơ thể của chúng ta những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì thế mà trước khi đi ngủ, hãy dành ra 3 đến 5 phút tập luyện những động tác chúng tôi vừa gợi ý để yên tâm ngủ ngon, ngủ sâu đến sáng quý vị nhé. Quý vị thân mến, các chuyên gia thường khuyến cáo rằng dù bận rộn đến mấy thì chúng ta cũng nên dành thời gian ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, bởi điều này sẽ giúp cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn có một số thói quen ngủ sai lầm mà nhiều người hay mắc phải đang vô tình làm hại đến sức khỏe nghiêm trọng. Cùng tìm hiểu xem đó là những thói quen gì để sửa đổi ngay quý vị nhé. Thói quen không tốt thứ nhất, ngủ nướng mỗi sáng. Sáng nào cũng ngủ nướng sẽ làm đồng hồ sinh học của bạn bị đảo lộn, từ đó khiến giấc ngủ bị lệch nhịp và lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể của bạn. Đặc biệt thói quen này còn là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, thừa cân, béo phì, suy giảm trí nhớ. Vì vậy bạn nên chú ý không nằm nán lại giường quá lâu khi mà tỉnh giấc, thì nên dần dần ngồi dậy và rời khỏi giường. Việc cố nằm ngủ thêm sẽ khiến cơ thể bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo suốt cả ngày. Thói quen thứ hai, ngủ trưa quá lâu. Dành khoảng 15-20 phút ngủ trưa sẽ giúp tái tạo năng lượng hiệu quả để giúp tiếp tục các công việc vào buổi chiều. Thế nhưng nếu bạn lạm dụng việc ngủ trưa mà ngủ quá lâu, khoảng hơn 1-2 tiếng, thì điều này vô tình khiến tinh thần của bạn bị trì trệ, uể oải. Kéo theo đó bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn và lúc nào cũng trong tình trạng gà gật ở bất kể mọi nơi. Thói quen không tốt tiếp theo, ngủ muộn thường xuyên. Nhiều người vì quá bận rộn nên thường bắt đầu lên giường đi ngủ sau 1-2 giờ sáng. Vậy nhưng điều này lại khiến sức khỏe của bạn dần bị suy giảm nghiêm trọng. Do khi ngủ muộn, hệ miễn dịch của bạn sẽ dần bị suy yếu, từ đó có thể gây ra nhiều loại bệnh mà bạn chẳng ngờ tới. Điển hình là một số chứng bệnh như là thừa cân béo phì, suy giảm trí nhớ, thị lực suy giảm, cơ thể lão hóa sớm, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch. Thói quen xấu thứ tư, trùm kín chăn khi ngủ. Đây dường như là một thói quen có thể gặp phải ở rất nhiều người, tuy nhiên nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe mà ít ai ngờ tới. Trong đó, não bộ của bạn chính là nơi bị tổn thương nghiêm trọng. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thói quen ngủ trùm kín chăn có thể gây suy giảm trí nhớ và ngăn cản luồng không khí lưu thông qua miệng, mũi. Thêm nữa, những người gặp các vấn đề sức khỏe như là chứng ngưng thở khi ngủ, hen suyễn, tim mạch sẽ có nguy cơ bị ngạt thở rất cao nếu duy trì thói quen này. Từ đó sẽ gây tử vong nếu không có người phát hiện kịp thời. Và điều quan trọng bạn cũng cần lưu ý đó là giữ vệ sinh chăn gối luôn sạch sẽ, chủ động giặt thường xuyên hàng tuần để ngăn không cho bụi bẩn vi khuẩn tích tụ. Thói quen xấu thứ 5, khi ngủ thường xuyên ngáy. Ngủ và ngáy có thể gây nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe. Lý do tại sao mọi người ngáy là vì đường thở bị hẹp hoặc bị chặn trong khi ngủ và hơi thở không được bình thường. Thở không bình thường sẽ dẫn đến cơ thể ở trạng thái bị thiếu oxy, nhẹ thì làm tăng huyết áp, nặng sẽ xuất hiện tình trạng ngưng thở dẫn đến đột tử, đột quỵ. Tuy nhiên, không phải ai ngủ ngáy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thỉnh thoảng vì uống rượu mệt mỏi dẫn đến ngáy, âm sắc đồng đều, loại ngáy này là ngáy đơn thuần, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một tình huống cần chú ý, đó có thể là hội chứng ngưng thở khi ngủ, có nguy cơ nghẹt thở với biểu hiện là ngáy trong thời gian dài, âm sắc ngáy lúc cao lúc thấp, kéo dài từ hàng chục giây đến vài phút hoặc sau khi tỉnh dậy vào ban ngày, miệng khô, mệt mỏi. Nếu bạn có xu hướng ngáy trong khi ngủ, bạn nên tránh nằm ở tư thế ngửa mặt. Ở vị trí này, lưỡi và phần vào miệng mềm bị tù ra sau vào cổ họng, gây hẹp đường thở. Bạn nên chọn gối cẩn thận, gối quá mềm có thể khiến hiện tượng ngáy ngủ càng nặng nề hơn. Bạn sử dụng thêm một chiếc gối nữa hoặc nâng đầu giường lên vài cm để ngăn không cho lưỡi tụt vào đường thở. Thói quen thứ 6, buộc tóc chặt.
Trước khi ngủ, một số người thường có thói quen buộc tóc để tránh làm tóc lòa xòa trước mặt. Thế nhưng nếu bạn buộc tóc quá chặt trên đỉnh đầu, thì phần da đầu sẽ bị kéo căng, gây đau nhức nếu giữ lâu suốt cả một đêm. Còn nếu bạn búi tóc thấp, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cột sống cổ và làm bạn cảm thấy đau mỏi cổ vào sáng hôm sau. Do đó, hãy thả lỏng tóc khi ngủ hoặc tết tóc gọn sang hai bên, nhưng cần chú ý tết lỏng tay để hạn chế tình trạng đau đầu sau khi ngủ dậy. Thói quen thứ 7, mặc áo ngực và để tóc ướt khi ngủ. Một bệnh viện ở Mỹ khảo sát 5.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng những phụ nữ mặc áo ngực khi ngủ có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 2,1 lần so với những người không mặc áo ngực. Đây có thể là kết quả của việc nén ngực trong thời gian dài, tắc nghẽn, dẫn lưu bạch huyết và giữ lại các chất có hại trong vùng ngực. Bên cạnh đó, sau khi gội đầu, nếu bạn không làm khô tóc, lượng lớn nước đọng trên bề mặt da đầu, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ thấp, để tóc ướt đi ngủ sẽ khiến cơ thể phát bệnh. Trong trường hợp xấu, bạn sẽ cảm thấy tê ở da đầu kèm theo cơn đau âm ỉ. Sáng hôm sau sẽ xuất hiện những cơn đau đầu hoặc chóng mặt không thể giải thích được. Thói quen thứ 8, sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Lướt Facebook, tán gẫu, đọc báo trên smartphone dường như trở thành thói quen của nhiều người trước giấc ngủ đêm. Máy tính, điện thoại hiện nay là thiết bị không thể thiếu đối với nhiều người. Tuy nhiên, chính thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều đã gây ra không ít bệnh cho giới trẻ như là giảm thị lực, thoái hóa đốt sống cổ, hội chứng ngón tay cái, trầm cảm, thiếu máu não. Vì vậy, nếu không muốn rước đủ bệnh vào người khi còn trẻ, thì bạn nên hạn chế tối đa thời gian sử dụng máy tính, điện thoại. Đặc biệt, giữa các giờ sử dụng cũng nên cho cơ thể vài phút nghỉ ngơi thư giãn để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Chưa kể, chúng ta thường có thói quen nằm nghiêng sang bên trái hay bên phải đều sẽ nhanh chóng khiến thị lực của hai mắt bị chênh lệch do áp lực từ ánh sáng màn hình gây ra. Nằm sấp lâu ngày sẽ gây khó khăn cho tuần hoàn máu ở não và tay. Do đó, chúng ta nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, đặc biệt trước khi đi ngủ và dùng trong điều kiện ánh sáng kém. Quý vị thân mến, chúng ta dành khoảng 1/3 cuộc đời của mình để ngủ, do đó mà giấc ngủ quyết định to lớn đến sức khỏe của chúng ta. Chính vì thế, nếu như bạn đang có những thói quen ngủ sai lầm, hãy thay đổi ngay, đồng thời thực hành 4 động tác mà chúng tôi đã gợi ý ở đầu chương trình để cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe của mình nhé. Chúc quý vị thành công và có những giấc ngủ ngon mỗi ngày.